Nisho, một siêu phẩm tiếp theo từ nhà Red Candle Games Studio đã tạo ra Devotion và Detention. Khác hẳn với hai tác phẩm mang yếu tố kinh dị trước đó, lần này, nhà nến đỏ sẽ đưa người chơi đến với thế giới pha trộn giữa truyền thống văn hóa Á Đông kết hợp với yếu tố khoa học viễn tưởng. Nisho lấy cảm hứng từ truyền thuyết về tiễn thần hậu nghệ, người đã dương cung bắn hạ 9 mặt trời, để lại trên không trung một mặt trời duy nhất còn lại. Trong game, người chơi cũng sẽ vào vai một nhân vật tên Nghệ và chống lại các mặt trời. Có điều, nhân vật Nghệ của chúng ta trông giống một con mèo mặc quần áo đạo sĩ hơn. Night Souls không chỉ có những màn chiến đấu mãn nhãn, mà còn xây dựng một thế giới đầy màu sắc với những nhân vật đa chiều, sở hữu những mâu thuẫn nội tâm phức tạp. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong Night Souls? Hãy cùng Phê Game tìm hiểu ngay sau đây. Mở đầu câu chuyện là một nhân vật chính tên Nghệ đang bám víu vào vách đá trong tình trạng nguy hiểm. Dường như anh vừa trải qua một cuộc đối đầu cam go với một kẻ bí ẩn nào đó. Sau cú ngã từ vách đá, Nghệ rơi xuống vực sâu, thoi thóp trong hơi thở yếu ớt. Tưởng chừng như đây sẽ là giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Tuy nhiên, Nghệ lại có một mối liên kết kỳ diệu với rễ cổ thụ, khiến anh rơi vào trạng thái ngủ đông kéo dài suốt 500 năm. Thời gian trôi qua, một ngày nọ, tiếng sáo du dương của cậu bé Hiên Hiên vang vọng trong rừng sâu đã đánh thức Nghệ từ giấc ngủ dài. Âm nhạc như một lời gọi hồn, đưa Nghệ trở lại với thế giới hiện tại. Hiên Hiên là một cậu bé mồ côi sống ở thôn Đào Hoa. Để xoa dịu nỗi cô đơn, cậu tìm thấy niềm vui thổi sáo sâu trong rừng như một thói quen và tình cờ phát hiện ra Nghệ, người đã bị phong ấn trong cây cổ thụ suốt 500 năm. Trong 2 năm sau đó, Hiên Hiên sống cùng Nghệ, dạy Nghệ về cuộc sống và văn hóa của người dân địa phương. Hiên Hiên coi Nghệ như anh trai mình và Nghệ cũng chăm sóc Hiên Hiên, thậm chí thay Hiên Hiên hái hoa cúng lễ và kể nhiều truyền thuyết võ hiệp cho cậu nghe. Họ trở thành anh em thân thiết, đùm bọc lẫn nhau. Thôn Đào Hoa. Thôn Đào Hoa, đúng như tên gọi, là một nơi đào mọc sum suê, hoa lá đầy cành, nằm tại khu vực Tân Côn Lôn. Người dân nơi đây được gọi là Viên Nhân, họ tôn thờ các thần linh, gọi là Thái Dương Nhân, thường đeo mặt nạ mèo, biểu trưng cho tín ngưỡng của mình. Cứ 2 năm một lần, các Viên Nhân sẽ tổ chức một lễ hội cầu mùa màng bội thu, với trọng tâm là tiễn đưa những người được chọn đến thế giới nơi Thái Dương Nhân sống. Những người được chọn là được một đặc ân lớn, được thần linh ban ơn phước, được cho rằng sẽ sống phần đời còn lại giữa các thần mặt trời, cho dù họ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Cha mẹ của Hiên Hiên đã từng được chọn như vậy. Trong số những người dân sống ở thôn Đào Hoa, Nghệ gặp được một người đàn ông tên là Thần Nông. Thần Nông như một kẻ chống đối xã hội, ông ta là người duy nhất tỏ ra hoài nghi về thần linh mà mọi người tôn sùng, cho rằng đó là mánh khóe của yêu quái. Từng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một bức tượng kỳ quái vào ban đêm, ông ta tin rằng nơi này có gì đó rất kỳ lạ mờ ám. Tuy nhiên, vì chẳng có chứng cứ rõ ràng, ông ta bị dân làng gọi là A Nông và xem như một kẻ hoang tưởng với những thuyết âm mưu quá mức. Còn về Thần Nông, ông ta cũng đã quá chán ngấy với dân làng nên thích ở một mình và hay gọi Nghệ là tên yêu quái tóc trắng hoặc là quái vật. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, cho đến khi lễ hội mùa màng lại sắp tới. Hiên Hiên là một trong những người được chọn tham gia nghi lễ cầu Thái Dương Nhân. Cậu bé dặn dò Nghệ rằng sau khi cậu đi rồi, Nghệ hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt dù cậu không có ở đây. Đêm diễn ra buổi lễ. Vào đêm diễn ra hội lễ, người dân trong làng mở hội tưng bừng, ca hát nhảy múa mừng mùa màng bội thu, cầu sự ban phước từ thần linh và mong đem đến cho thôn cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến nơi hiến tế, Nghệ thấy được hình ảnh người dân cầu nguyện, dâng lễ, cúi đầu, chắp lạy. Lần lượt những người được chọn sẽ đi lên bệ thờ, thực hiện nghi lễ. Nhưng họ lại không biết rằng, thực chất, đó là một cỗ máy giết người. Từng người một, đang, sẽ bị chặt đầu để thu hoạch não bộ. Không ai nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, trừ Nghệ. Đến lượt Hiên Hiên, cậu chào tạm biệt Nghệ lần cuối, chuẩn bị cho cuộc đời mới với Thái Dương Nhân. Bỗng nhiên, Nghệ lại lao tới, chém đứt cỗ máy đang gắn trên đầu Hiên Hiên, khiến nó nổ tung. Dân làng bắt đầu sợ hãi bỏ chạy toán loạn, trong khi những bậc trưởng lão nghĩ rằng thần linh đã nổi giận và trừng phạt họ.
Hiền Hiền vì quá bất ngờ nên chỉ thốt được một câu hỏi thực chất Nghệ là ai. Mặc kệ tất cả, Nghệ giữ yên lặng, nhanh chóng kích hoạt thang máy đi xuống lòng đất, bắt đầu triển khai kế hoạch bí ẩn mà bản thân vẫn luôn giấu kín. Hệ thống máy móc phức tạp bên dưới lòng đất thực chất là một nhà máy xử lý thịt người, nhưng đổi lốt một cái bệ thờ thần. Nhìn sau những cảnh vật xung quanh, có thể thấy quy trình làm thịt người của hệ thống này. Từ đầu, tay, chân, thân, tất cả đều sẽ được tách lọc sạch sẽ và đóng vào thùng. Khi xâm nhập vào một khu vực cấm như vậy, Nghệ đã nhận được tin báo từ bản tính. Như Nghệ, Abacus Ruyi là một trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như trợ lý cá nhân của Nghệ trong suốt thời gian qua. Như Nghệ nói rằng việc đột nhập này sẽ làm thức tỉnh 9 Thái Dương Thần khỏi giấc ngủ đông và khuyên Nghệ hãy đến nơi an toàn nhanh chóng. Cuối cùng, Nghệ đặt chân đến khu vực của một tổ chức gọi là Hội đồng Thiên Đạo, ẩn sâu trong cây cổ thụ khổng lồ. Đây vốn là một tổ chức bí ẩn gồm 10 thành viên được gọi là các Thái Dương Thần. Nghệ chính là một trong 10 thành viên đó. Mục đích của Nghệ bây giờ là có được bộ luật hội đồng Council Code, thứ sẽ giúp anh thiết lập lại trật tự và trả thù. Nhưng muốn truy cập vào bộ luật hội đồng thì Nghệ phải sở hữu đủ 10 ấn Thái Dương của các Thái Dương Thần. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải giành lấy chúng từ 9 Thái Dương Thần còn lại. Đây quả thực là một thử thách khó khăn đối với anh. Trước tiên, anh thiết lập một căn cứ an toàn được gọi là Tứ Quý Các. Nơi đây sẽ được bảo vệ bởi Như Nghệ. Nhưng bất ngờ anh lại gặp Hiên Hiên. Cậu bé loài người đã đặt chân đến nơi không được đến. Hiên Hiên nói thần nông đã đưa cậu đến đây, nhưng vì gặp sự cố trên đường nên ông ta đã mắc kẹt lại, chỉ còn mỗi Hiên Hiên chạy được đến Tứ Quý Các. Sau khi nghe những lời nài nỉ muốn được ở cùng Nghệ của cậu bé, Nghệ thở dài mệt mỏi và anh cũng đồng ý cho Hiên Hiên ở tạm lại đây, dặn cậu nhất định không được ra khỏi nơi này vì bên ngoài rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Sau đó anh tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hằng. Trên đường, Nghệ nhận được tín hiệu từ Hằng, người em gái của anh. Ký ức quá khứ ùa về trong tâm trí, hé mở những mảng màu khác biệt trong tính cách của hai anh em. Nghệ luôn đặt niềm tin vào những gì có thể chứng minh được bằng logic và thực nghiệm. Mê tín dị đoan đối với anh là điều vô nghĩa. Ngược lại, Hằng lại không hiểu rõ khoa học và mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào quy luật tự nhiên, vào sự tuần hoàn của sinh mệnh. Cô tin rằng mỗi người đều có một vị trí riêng trong vòng tuần hoàn ấy. Sự sống và cái chết đều là một phần tất yếu. Dù ngây thơ, Hằng lại sở hữu một trái tim nhân hậu, luôn thấu hiểu và trân trọng những người xung quanh. Tình yêu thương dành cho anh trai Nghệ luôn hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động của cô. Dù không hiểu hết công việc của anh, Hằng vẫn luôn ủng hộ và dõi theo anh. Ngay cả khi xảy ra mâu thuẫn, Hằng cũng không bao giờ oán trách anh, mà chỉ mong muốn anh được bình an và hạnh phúc. Thế nhưng, ký ức đẹp đẽ ấy chỉ là một phần quá khứ. Hằng đã ra đi mãi mãi bởi một căn bệnh bí ẩn quái ác, để lại trong lòng Nghệ một nỗi đau khôn cùng. Từ đây, Nghệ đi trên con đường cô độc và đau đớn, đối mặt với từng người bạn cũ của mình. Và người đầu tiên anh đối đầu là một Thái Dương Thần tên Khoa Phủ, là một kỹ sư tài năng đến mức tự gọi mình là cây búa của Tân Côn Lôn. Khoa Phủ từng là người bạn thân thiết và gần gũi như anh em với Nghệ. Anh ta sở hữu khả năng chủ yếu dựa vào kỹ thuật cơ khí. Theo những lời của robot cung cấp thông tin của khu vực này, Khoa Phủ được mô tả là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, với vóc dáng to lớn. Nhưng thực sự Khoa Phủ chỉ là một tên mèo béo, có bộ lông màu cam. Hắn có niềm đam mê với trà sữa, đến nỗi phải mang một túi trà sữa trước bụng và liên tục nhấm nháp nó. Vì tự ti về vóc dáng của mình, Khoa Phủ đã tự dựng lên hình tượng với cơ thể cường tráng và cài đặt phần giới thiệu khoe mẽ về mình cho robot khu vực hắn quản lý như một lời an ủi dối trá. Khoa Phủ là người đầu tiên trong các Thái Dương Thần tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Khi mới tiến vào hồ chứa năng lượng, Nghệ sẽ cảm nhận được cảnh báo của Khoa Phủ rằng hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nghệ tiết lộ danh tính của mình và yêu cầu Khoa Phủ tắt hệ thống bảo vệ. Nhưng Khoa Phủ nghĩ rằng Nghệ đã chết từ lâu, không tin và cho rằng kẻ xâm nhập đang giả mạo Nghệ. Do đó, Khoa Phủ kích hoạt robot phòng thủ để xử lý kẻ xâm nhập. Sau khi đánh bại lũ robot một cách dễ dàng, Nghệ gặp lại Khoa Phủ trong phòng điều khiển trung tâm. Khoa Phủ xúc động khi biết rằng Nghệ vẫn còn sống.
Tuy nhiên, Nghệ vẫn nghi ngờ, dương móng vuốt và chất vấn liệu Hòa Phụ có liên minh với các thái dương thần còn lại hay không. Hòa Phụ khóc lóc, giải thích rằng anh chỉ nghĩ là hội đồng muốn thuyết phục Nghệ một cách hòa bình. Nhưng sau khi chứng kiến đoạn băng ghi hình và thấy Nghệ đã bị dồn ép và ngã xuống vực, Hòa Phụ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hòa Phụ khẳng định rằng anh không xứng đáng được Nghệ tha thứ và sẵn sàng chấp nhận cái chết. Tuy nhiên, Nghệ hiểu lòng thành của Hòa Phụ và tha thứ cho anh, nói rằng cả hai đều không giữ được lời hứa với nhau và không còn nợ nần gì nhau nữa. Hòa Phụ đồng ý tham gia vào kế hoạch của Nghệ để giành lại tất cả các ấn của Thái Dương Thần, dù biết rằng đó có là một cuộc chiến trong vô vọng. Trong quá khứ, Hòa Phụ và Nghệ từng gặp nhau tại Kinh Thành khi cả hai đều theo học khoa học. Hòa Phụ sau đó trở thành kỹ sư tài ba, thăng tiến đến vị trí Thái Dương Thần tối cao, nhưng luôn cảm thấy áp lực. Nhưng anh và Nghệ đã hứa với nhau về việc sẽ cùng nhau trở về quê hương trong vinh quang khi hòa bình lập lại. Đó là điều đã giữ chân Hòa Phụ. Ấn Thái Dương mà Hòa Phụ nắm giữ khắc chữ đinh, tượng trưng cho lòng trung thành. Trở về thực tại, Hòa Phụ sẽ tạm thời ẩn náu tại Tứ Quý Các để trốn khỏi sự truy đuổi của các Thái Dương Thần còn lại. Tại đây, anh giúp Nghệ nâng cấp trang bị và trở thành người hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến phía trước. Hòa Phụ cũng gặp Hiên Hiên tại Tứ Quý Các và bắt đầu tỏ ra kỳ thị, gọi Hiên Hiên là khỉ, vượn hay ổ vi khuẩn do định kiến về giống loài. Nhưng dần dần, Hòa Phụ và Hiên Hiên đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Nghệ tiếp tục truy tìm các Thái Dương Thần còn lại và đối đầu với Câu Mang, chịu trách nhiệm quản lý nông nghiệp tại Tân Côn Lôn. Câu Mang không giống như những Thái Dương Thần khác, cánh tay của cô ta giống như đôi cánh và có sở thích ăn đồ ăn trông giống như nhãn cầu của con người. Khi còn nhỏ, hạn hán và nghèo đói đã khiến Câu Mang suýt mất mạng. Vì thế khi lớn lên, cô đã bắt đầu nghiên cứu nông nghiệp và trồng trọt. Cô sau này được một người tên Dị Công chiêu mộ làm Thái Dương Thần, dùng kiến thức của mình để nuôi sống người dân tại quê nhà. Sau khi một đại dịch có tên là Thiên Họa diễn ra tại chốn Bồng Lai, hành tinh quê hương của Câu Mang, cô bắt đầu nuôi khát vọng muốn cứu rỗi những đồng loại Thái Dương Nhân của mình để không ai còn phải bị đói như cô đã từng trải qua nữa. Câu Mang cũng sở hữu hai binh sĩ cương thi mạnh mẽ, vốn là hai viên nhân mà cô đã bắt và nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Câu Mang đã đặc biệt nghiên cứu và chỉnh sửa chúng thành các cận vệ cho mình. Đáng tiếc, hai con cương thi cũng không đủ sức bảo vệ cô trước lưỡi kiếm của Nghệ. Sau khi Câu Mang bị đánh bại, Nghệ thu thập được ấn Thái Dương của cô ta. Bên trên có ghi chữ Ất, tượng trưng cho sự bình đẳng. Nghệ tiếp tục lên đường. Mục tiêu tiếp theo của Nghệ là khu vực nhà kho, là nơi Thái Dương Thần Yểm Lão quản lý. Yểm Lão là người có sở thích sưu tập đồ cổ, tự coi mình là một trưởng lão khôn ngoan và coi trọng lễ nghi phép tắc, tỏ ra thương xót kẻ thù. Nhưng thực chất là một người nhỏ mọn, hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bị các thế hệ tương lai phớt lờ. Dù là thế nào, nhưng Yểm Lão rất thông minh với máy móc và công nghệ. Khi còn ở quê nhà, ông thấy tiềm năng lớn trong việc tái chế và tái sử dụng các bộ phận này để tạo ra vũ khí, an ninh và robot, dù cho những thứ đó không được ai chú ý trước đây. Vì thế tài năng của ông ta đã được Dị Công ấn tượng, trao cho ông danh hiệu nhà phát minh vũ khí của hội đồng. Khi còn trẻ, Yểm Lão rất tức giận với nỗi ám ảnh sưu tầm đồ cổ của cha mình, tự hỏi những thứ rác rưởi cũ kỹ như vậy thì có giá trị gì. Nhưng sau khi nhận ra giá trị của những món đồ cổ qua nhiều năm, ông đã hiểu được ý muốn của cha là truyền lại truyền thống cho các thế hệ tương lai. Kể từ đó, Yểm Lão đi theo bước chân của cha mình, đam mê bảo vệ di sản tổ tiên với mong muốn truyền bá ý nghĩa truyền thống, mọi thứ đều có ý nghĩa, cho Thái Dương Nhân. Ấn Thái Dương của Yểm Lão được khắc chữ giáp, biểu trưng cho sự kế vị. Sau khi đánh bại Yểm Lão, Nghệ nhận được tín hiệu từ một người tên Tiệt Toàn,
Tề Toàn nói rằng Nghệ hãy đến chỗ của hắn ngay lập tức để tham gia vào một cuộc đối đầu. Trong trận đánh đầu tiên này, Nghệ đã bị đánh bại hoàn toàn dưới tay Tiệt Toàn. Sau đó, hắn đã bắt Nghệ, tra tấn và chế nhạo anh, nhắc đến Hiên Hiên và Thần Nông, những người đã biến mất trong số những cư dân của thôn. Ngoài ra cũng nhắc đến Khoa Phụ như một kẻ phản bội hội đồng và lẩn trốn. Cuối cùng, Tiệt Toàn dọa sẽ truy lùng khắp Tân Côn Lôn để tìm kiếm họ. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, vì quá kiệt sức do chấn thương nên anh đã ngất trên đường. May thay, anh được Sivu cứu giúp. Sivu là một loại vũ khí biến đổi gen cổ xưa đã phát triển khả năng tự nhận thức mà không rõ lý do. Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất Sivu không hề có ý định làm hại ai. Sivu đưa Nghệ về Tứ Quý Các và nghỉ ngơi. Nhưng Nghệ chỉ nung nấu quyết tâm trả thù nên đã vội vã quay lại nhà máy luyện đan để chiến đấu với Tiệt Toàn. Tiệt Toàn là hậu duệ cuối cùng của một gia tộc đã bị sụp đổ và là người đứng đầu Vương quốc Tiệt. Hắn than thở về sự suy tàn của gia tộc mình và coi việc đưa họ trở lại vinh quang xưa là sứ mệnh cả đời. Niềm tin kiên định vào giao huấn, anh hùng được tôi luyện trong đau khổ đã khiến hắn phát triển một ám ảnh bệnh hoạn với nỗi đau và coi bạo lực là một cách giải quyết. Tuy nhiên trong quá khứ, Tiệt Toàn từng có một cơ thể yếu đuối và thường xuyên bị người khác coi thường. Để thay đổi số phận và thoát khỏi sự khinh miệt, hắn đã bí mật áp dụng công nghệ biến đổi gen vào cơ thể để tăng cường sức mạnh của mình. Nhờ vào đó, Tiệt Toàn từng bước thống trị người dân, vươn lên vị trí mạnh nhất với khát vọng phục hưng lại vương quốc huy hoàng của mình. Trong nỗ lực cuối cùng để hạ gục Nghệ, Tiệt Toàn đã dốc hết sức bằng cách sử dụng lượng tinh chất dự trữ cuối cùng để cường hóa cơ thể của hắn. Tuy nhiên, do tai hại của việc lạm dụng quá mức, cơ bắp của hắn phát triển đến mất kiểm soát, dẫn đến vụ nổ dữ dội, khiến phần thân trên tan nát, kết thúc cuộc đời Tiệt Toàn một cách bi thảm. Ấn Thái Dương của Tiệt Toàn được khắc chữ Mậu, tượng trưng cho sự kỷ luật. Sau khi đánh bại Tiệt Toàn, Nghệ nhận được thông báo về một tín hiệu thất thường trong trung tâm đầu não Tân Côn Lôn. Bước vào, anh choáng ngợp bởi khung cảnh nhà tang lễ lộng lẫy thay thế căn phòng trước đó. Nghệ đi vào hồn cảnh, một hệ thống thế giới ảo giúp các thái dương nhân đi vào giấc ngủ đông, lập tức chứng kiến thiết bị huyền điệp mắc kẹt trong hoa sen. Ngay lúc đó, xuất hiện một cô gái đang ngồi ung dung trước mặt. Đó là Phù Điệp. Phù Điệp giới thiệu với Nghệ về thế giới tâm linh do cô tạo ra và mời chào Nghệ ở lại. Vào lúc đó, Nghệ đã dần có dấu hiệu mê sảng, không nhận ra bản thân hay người bạn cũ trước mặt. Hơn nữa, những người ở suối nước nóng cũng có những hành vi kỳ lạ, đồng tử của họ rung chuyển liên tục. Trải qua những cuộc mê sảng không hồi kết, Nghệ đã dần tỉnh lại và vượt qua thử thách. Ban đầu Phù Điệp tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng rồi cô cũng dần mất kiểm soát và trở nên sợ hãi. Cuối cùng Phù Điệp van xin Nghệ hãy trừng phạt và tra tấn cô. Đột nhiên, thế giới mộng ảo biến thành một địa ngục với những người ngâm mình trong suối nước nóng, gào khóc thảm thiết, nước mắt pha lẫn máu và mắt bị khoét ra. Trong quá khứ, Phù Điệp đã được dị công chiêu mộ vào hội đồng. Thế giới tâm linh ban đầu được Phù Điệp tạo ra để kết nối ý thức với hồn cảnh và cho phép mọi người sống mãi trong giấc mơ. Sau khi thử nghiệm lâm sàng, những người tham gia đã gặp phải các tác dụng phụ nghiêm trọng. Phù Điệp giấu sự thật này và tuyên bố thử nghiệm vẫn thành công. Nhưng sau đó những người tham gia thử nghiệm từ chối thức dậy khỏi giấc mơ và phát điên đến mức tự tử. Mặc dù giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, cô vẫn mang trong mình gánh nặng rất lớn và tự trách bản thân về cái chết của mọi người. Cuối cùng cô quyết định kết thúc cuộc đời mình. Những người trong suối nước nóng là hiện thân của tội lỗi và mong muốn chuộc lỗi của Phù Điệp. Khi sự thật được phơi bày, Phù Điệp chối bỏ tất cả và trục xuất Nghệ ra khỏi hồn cảnh của cô. Trở về thế giới thực, Nghệ phát hiện diện mạo thực sự của Phù Điệp. Cô đã chết và chỉ còn bộ não được cấy vào hồn cảnh, duy trì nó bằng sức mạnh tâm linh. Quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, Nghệ kết nối với hồn cảnh, nhưng Phù Điệp giờ đây mang hình hài một mụ phù thủy u ám. Cô thú nhận tất cả tội lỗi và dằn vặt Nghệ với hai lựa chọn: kết liễu mạng sống mình hoặc ở lại gánh vác trách nhiệm chuộc lỗi cho những gì cô đã gây ra.
Sau khi bị Nghệ đánh bại, Phù Điệp cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích của nỗi đau dai dẳng. Linh hồn cô nhẹ nhàng trôi về cõi hư vô, nơi mà những ưu phiền và khổ đau không còn tồn tại. Ấn Thái Dương của Phù Điệp được khắc chữ Tân, tượng trưng cho lòng nhân từ. Trái tim Phù Điệp tràn đầy yêu thương, rộng mở với mọi khổ đau của người khác. Nhưng chưa chiêu thay, cô lại không yêu chính mình. Trong hành trình tìm kiếm các Thái Dương Thần, Nghệ gặp một vị thầy bói bí ẩn có khả năng đặc biệt. Ông tên là Cơ, là thành viên của hội đồng và quản lý khu vực đạo động. Cơ ghi lại lịch sử của Thái Dương Nhân trên các tấm bia đá. Mặc dù là một Thái Dương Thần, nhưng Cơ lại không mặn mà tham gia vào các quyết định của hội đồng, mà thường chọn cách đứng ngoài quan sát dòng chảy thời gian. Ngoài ra, Cơ còn có khả năng bất tử. Do đó, ông đã sống qua nhiều thế kỷ, chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều cá nhân vĩ đại. Cơ ganh tị với những người có kết thúc ngoạn mục và khao khát một kết thúc huy hoàng cho riêng mình. Ngay từ khi còn trẻ, Cơ đã bộc lộ khả năng phi thường khi ông có thể tiên tri tương lai thông qua quẻ bói. Ông còn là đội phó của đội cận vệ tinh nhuệ của Hội Phương Sĩ, một tổ chức tìm kiếm hòa bình thông qua khoa học và công nghệ. Qua đó, Cơ học kiến thức đạo giáo từ thủ lĩnh Lý Nhĩ và cũng là người bạn thân của ông. Khi Lý Nhĩ rời đi, Cơ đã dành những năm tháng của mình để mang lại hy vọng cho tương lai Thái Dương Nhân bằng những dự đoán của mình. Như đã nói, Cơ được ban tặng cho sự bất tử khi miễn dịch hoàn toàn với độc tố và bệnh tật. Đặc điểm độc đáo này khiến ông trở nên khác biệt và thu hút sự chú ý của Dị Công, kẻ khao khát trường sinh bất lão. Dị Công đã tiến hành thí nghiệm trên Cơ nhằm tìm kiếm bí quyết bất tử cho bản thân và các Thái Dương Nhân. Tuy nhiên, thí nghiệm này đã dẫn đến một kết cục bi thảm khi một loại virus đột biến mang tên Thiên Họa được phát tán, gieo rắc chết chóc khắp Bồng Lai, nơi sinh sống của Thái Dương Nhân, khiến Cơ phải chứng kiến sự tàn lụi và mất mát của những người bạn thân thiết. Để ngăn chặn sự bùng phát virus, Dị Công sử dụng gen di truyền từ Cơ làm huyết thanh chữa Thiên Họa, nhưng ông chỉ muốn chấm dứt sự bất tử của mình. Vì ông đã mệt mỏi khi chứng kiến cái chết của những người xung quanh và đã chịu đựng đủ sự cô đơn như thể từ rất lâu. Lời tiên tri của Cơ dành cho Nghệ đã châm ngòi cho một trận chiến nảy lửa giữa hai người. Sau khi bị đánh bại, Cơ mỉm cười mãn nguyện, khép lại một cuộc đời rực rỡ với kết thúc đầy huy hoàng. Ấn Thái Dương của Cơ khắc chữ Quý, biểu trưng cho sự sáng suốt. Nghệ tiếp tục lên đường và đi đến khu vực trung tâm sinh hoạt của quận Thiên Nhân, phụ trách bởi hai anh em nhà Phong tộc, Phục Hy và Nữ Oa. Khi bước vào phòng của Phục Hy ở, cánh cửa đột nhiên khóa lại và đèn bật sáng. Chỉ thấy Phục Hy đang ngồi trên ghế, xem hình ảnh ba chiều của mình và em gái Nữ Oa đang biểu diễn kinh kịch. Phục Hy và Nữ Oa là hai anh em sinh đôi của gia tộc Phong, từ nhỏ đã gắn bó với nhau và đam mê nghệ thuật. Mặc dù bị gia đình chỉ trích, khi virus Thiên Họa lan tràn ở Bồng Lai, Nữ Oa cùng Phục Hy đã nỗ lực cứu sống mọi người và trở thành thành viên của hội đồng. Cho đến một ngày, bi kịch xảy ra khi Phục Hy bị nhiễm virus và ngã bệnh. Nữ Oa sau đó tìm mọi cách chữa trị cho anh trai, nhưng do tác dụng phụ của phương pháp đã khiến anh đột biến thành thầy ma ghê tởm. Dù vậy, Nữ Oa vẫn tin tưởng rằng họ có thể ở bên nhau nếu anh bình phục, phủ nhận thực tại và đắm chìm trong những bữa tiệc khoái lạc không hồi kết. Khi Nghệ chất vấn Nữ Oa về tình trạng suy tàn của quận Thiên Nhân, cô phớt lờ những lo lắng của anh và từ chối nhường lại Ấn Thái Dương. Sau đó cuộc chiến giữa Nghệ và anh em gia tộc Phong bắt đầu. Sau thất bại thảm khốc, Phục Hy đã gục ngã, chiếc mặt nạ vỡ vụn hé lộ khuôn mặt bị phân hủy kinh khủng. Nhìn thấy anh trai đau đớn, Nữ Oa bàng hoàng bỏ đến bên anh, cố gắng an ủi và vỗ về. Cô nghẹn ngào đề nghị cùng anh trai xem buổi biểu diễn như ngày xưa. Nhưng bi kịch lại ập tới, gai nhọn mọc khắp cơ thể Phục Hy đâm xuyên qua Nữ Oa, khiến cô chết vì nhiễm trùng.
khép lại kết cục bi thảm của hai anh em Phong tộc. Ân Thái Dương của Phục Hy khắc chữ Bính, tượng trưng cho công lý. Còn Ân Thái Dương của Nữ Oa thì khắc chữ Canh, tượng trưng cho lòng vị tha. Sau khi vượt qua các khu vực của Tân Côn Lôn và hạ gục các Thái Dương thần, Nghệ đã thu thập được 8 Ân Thái Dương. Giờ chỉ còn một người duy nhất, đó chính là Dị Công, sư phụ của Nghệ và là kẻ đứng đầu hội đồng thiền đạo. Khi Nghệ khám phá trung tâm nghiên cứu thiền đạo, anh phát hiện ra những ghi chép mà Dị Công để lại trên các thiết bị lưu trữ. Nhờ đó, Nghệ biết toàn bộ sự thật về những gì xảy ra trong Tân Côn Lôn suốt 500 năm khi anh bị phong ấn. Trên hành tinh xa xôi Bồng Lai, một loài cây huyền bí mang tên cội rễ nguyên thủy xuất hiện, mang theo sức mạnh kỳ diệu. Cây cổ thụ này chính là nguồn sống và niềm tin cho chủng tộc Thái Dương Nhân, những sinh vật giống mèo có tri giác. Họ đã phát triển và gắn bó mật thiết với cội rễ, coi đó như mẹ và tôn thờ ngôi sao trên bầu trời như cha. Trong thời kỳ hỗn loạn, Bồng Lai là nơi bị tàn phá bởi sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia khác nhau. Nhưng nhờ nhà khoa học vĩ đại tên Lý Nhĩ đã thành lập Hội Phương Sĩ và mang lại hòa bình, kết thúc thời kỳ hỗn loạn. Dưới sự lãnh đạo của Lý Nhĩ, Thái Dương Nhân trải qua thời kỳ hòa bình và phát triển rực rỡ kéo dài hàng thiên niên kỷ. Nền văn minh của họ là sự kết hợp hài hòa giữa đạo giáo và công nghệ tương lai tiên tiến. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng tiềm ẩn những hệ lụy tiêu cực. Thái Dương Nhân dần trở nên tự mãn, tham lam và xa rời thiên nhiên. Cùng lúc đó, đạo giáo trở thành điểm dựa tinh thần cho những ai thất vọng trước những lời hứa hẹn của khoa học. Cuối cùng, Lý Nhĩ cũng tìm thấy sự bình yên trong đạo giáo và nhận ra rằng công nghệ dù tân tiến đến đâu cũng không thể khiến Thái Dương Nhân mạnh mẽ hơn mà còn khiến họ dễ bị tổn thương về tinh thần. Lý Nhĩ ra lệnh giải thể Hội Phương Sĩ. Trong thời kỳ này, nông nghiệp trở nên phổ biến và thực phẩm biến đổi gen bị bài trừ. Lý Nhĩ và hai người đồng sáng lập Hội Phương Sĩ trở thành ba hiền nhân vĩ đại của đạo giáo. Tuy nhiên, thế hệ Thái Dương Nhân mới lại không còn tin tưởng vào đạo giáo. Họ tìm kiếm sự chắc chắn và niềm tin trong khoa học. Nổi bật trong đó là Dị Công, một nhà khoa học đầy tham vọng với ước mơ trường sinh bất tử. Bà thành lập Viện Nghiên cứu Thiền Đạo và dồn toàn bộ tâm huyết cho mục tiêu nghiên cứu. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Dị Công đã phát hiện ra gen thiên họa trong cơ thể người Thái Dương, mở ra cánh cửa cho sự sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, tai họa ập đến khi một lỗi trong thí nghiệm của Dị Công đã tạo ra virus thiên họa, lan truyền nhanh chóng và gây ra đại dịch kinh hoàng trên toàn hành tinh Bồng Lai. Cùng lúc đó, có một thanh niên Thái Dương nổi loạn chống lại đạo giáo tên Nghệ. Trong một thí nghiệm thất bại, Nghệ bị thương nặng và tưởng chừng như không thể qua khỏi. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của cội rễ nguyên thủy, Nghệ đã được tái tạo lại, mang đến hy vọng cho Dị Công trong việc tìm kiếm phương pháp chữa trị dịch bệnh. Nghệ đề xuất dự án Vạc Vĩnh Hằng, sử dụng hồn cảnh và huyết thanh để bảo quản người Thái Dương trong trạng thái ngủ đông cho đến khi nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị hoàn toàn. Kế hoạch thực hiện bằng cách tập hợp 99.999 người được chọn và lên tàu đi đến một hành tinh mang tên Tân Côn Lôn. Trên hành trình đến Tân Côn Lôn, họ phát hiện ra một hành tinh xanh với nhiều nguồn tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, người Thái Dương lại bắt cóc và đối xử tàn nhẫn với những sinh vật thông minh sống trên hành tinh này, gọi họ bằng cái tên miệt thị là Viên Nhân, hay dịch ra là Người Vượn. Chớ trêu thay, 500 năm trôi qua, những người vượn này đã dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Tân Côn Lôn và thôn Đào Hoa là quê hương của họ. Trở về với Dị Công, bà ta là một nhà khoa học từng bí mật nghiên cứu về sự bất tử với sự hỗ trợ của gia tộc Phong và hội đồng trong quá khứ. Trong quá trình nghiên cứu về sự bất tử, bà ta đã vô tình tạo ra virus thiền họa, gây ra bao nhiêu cái chết cho người vô tội. Sau đó, bà quyết tâm đi tìm thuốc giải cho virus này và thành lập hội đồng thiên đạo bằng cách đi khắp 9 quốc gia Bồng Lai để tập hợp những người giỏi nhất. Trong một chuyến đi đến nước Hạ, bà nghe về Nghệ, người đã phát triển thiết bị huyền điệp và sống sót sau một vụ nổ bằng cách hợp nhất với một cây cổ thụ. Dị Công cấy một thiết bị điều khiển cây cổ thụ vào người Nghệ và cứu anh, nhận thấy sự kết hợp ổn định giữa cây và Thái Dương Nhân. Bà đề xuất Nghệ gia nhập hội đồng vì tin rằng Dị Công là ân nhân của mình. Hơn nữa, anh ấn tượng với ý tưởng phát triển Bồng Lai bằng sức mạnh khoa học trái ngược tư tưởng đạo giáo, nên Nghệ đã trở thành đệ tử của bà. Sau khi trở thành người trong hội đồng,
Nghệ đã đề xuất dự án phạt Vĩnh Hằng. Tuy nhiên, ngay trước khi khởi hành, Nghệ phát hiện sự thật rằng Dị Công chính là kẻ đã gây ra sự diệt vong của Thái Dương Nhân. Quá tức giận vì hành động tàn ác của người thầy mà mình từng tin tưởng, Nghệ cố gắng lật tẩy sự thật và đề xuất một cách khác để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Dị Công cố gắng che giấu sự thật, biến Nghệ thành kẻ phản bội và truy đuổi anh. Cuối cùng dẫn đến cảnh Nghệ bị đẩy xuống vách đá và bị phong ấn trong cây cổ thụ, nơi anh phải dành 500 năm để hồi phục. Trong thời gian đó, Dị Công cố gắng phát triển thuốc giải cho virus thiên họa. Sau nhiều năm nghiên cứu, Dị Công tạo ra vaccine từ huyết thanh chứa DNA của cơ, người có cơ thể bất tử. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên Phục Hy, kết quả lại làm Phục Hy biến thành một sinh vật đột biến. Ban đầu, Dị Công tìm cách khác để chữa trị, nhưng sau đó nhận ra rằng có thể sử dụng virus biến đổi để đạt được sự bất tử. Bà ta che giấu sự thật này và tiếp tục nghiên cứu virus biến đổi, không ngần ngại hy sinh hàng vạn Thái Dương Nhân trên Tân Côn Lôn và sử dụng đồng loại như những con tốt thí. Sự ích kỷ kiêu ngạo của bà ta cũng là chất xúc tác đẩy giống loài đến bờ vực tuyệt chủng, tàn nhẫn và không hối hận. Khi Nghệ biết toàn bộ sự thật và đối mặt với Dị Công tại phòng điều khiển chính của Tân Côn Lôn, Dị Công chế nhạo rằng mọi hành động của Nghệ chỉ là một phần trong kế hoạch của bà ta. Dị Công dễ dàng chế ngự Nghệ và cướp lấy 8 ấn ngọc. Bà ta còn tiết lộ rằng sẽ tiêm virus thiên họa vào cây cổ thụ, khiến cho tất cả Thái Dương Nhân sinh ra sau này đều có sự bất tử. Sau đó, Nghệ bị đẩy xuống tầng sâu nhất của phòng điều khiển, nơi được gọi là vùng ác mộng. Trong vùng ác mộng, Nghệ tuyệt vọng khi nghĩ về kế hoạch của mình đã bị biến chất và sử dụng sai mục đích, gây ra sự diệt vong của Thái Dương Nhân. Nhưng nhờ vào sự ủng hộ của em gái Hằng và niềm tin của những Thái Dương Nhân khác đã ngã xuống khiến anh vượt qua tuyệt vọng và thức tỉnh. Khi nhận được tin từ Hiên Hiên rằng căn cứ Tứ Quý Các bị tấn công, Nghệ cố gắng trở về nhưng bị chặn bởi các sinh vật đột biến và binh lính của Dị Công. Không một chút do dự, Nghệ sử dụng mọi kỹ năng mình học được để tiêu diệt kẻ thù và trở về Tứ Quý Các. May mắn thay, Khoa Phụ và Hiên Hiên vẫn an toàn, nhưng căn cứ Tứ Quý Các đã bị tàn phá và quản gia trung thành như Nghệ cũng đã ngừng hoạt động sau khi chuyển giao dữ liệu quan trọng cho Nghệ. Sau khi nghe về tham vọng và kế hoạch của Dị Công, Khoa Phụ hoàn toàn tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Trái ngược với tâm trạng của người bạn mình, Nghệ quyết tâm dốc toàn lực chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Khoa Phụ hỏi Nghệ về việc liệu anh có muốn cứu tất cả viên nhân hay không, liệu Nghệ sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu Nghệ không dao động trong việc theo đuổi sự trả thù và kiên trì với lý trí khoa học của mình, anh vẫn sẽ bị ràng buộc bởi giáo điều, không mở lòng đón nhận niềm tin đạo giáo và không thể buông bỏ quá khứ. Anh cố gắng chuộc lỗi và cứu giống loài của mình và vẫn nhìn nhận mọi thứ một cách trắng đen. Sau khi đánh bại Dị Công, bà khen ngợi anh rằng, đúng như dự đoán, cậu là người giỏi nhất trong số những đệ tử mà ta đã nuôi dạy và giao phó tương lai của Thái Dương Nhân cho anh. Ấn Thái Dương mà Dị Công nắm giữ được khắc chữ nhiệm, tượng trưng cho kiến thức. Cuối cùng, Nghệ trở về quê hương Bồng Lai để tưởng nhớ em gái và tất cả những Thái Dương Nhân đã chết vì virus thiên họa. Sau đó Hiên Hiên cùng vài viên nhân khác chào đón anh trở về. Tuy nhiên, mối đe dọa từ virus thiên họa và huyết thanh biến đổi của Dị Công vẫn còn đó. Liệu anh sẽ lựa chọn như thế nào? Anh có thể duy trì sự sống của Thái Dương Nhân trong những giấc mơ, trong khi cố gắng hoàn thiện một loại thuốc chữa trị thực sự, hoặc sử dụng huyết thanh của Dị Công để tiến hóa Thái Dương Nhân thành một giống loài mới? Liệu đâu sẽ là một cái kết mới cho người Thái Dương? Tất cả phụ thuộc vào quyết định của Nghệ. Và đó là những gì xảy ra ở Normal Ending của game. Tuy nhiên, còn một kết thúc khác nữa, True Ending. Sau khi nghe câu hỏi từ Khoa Phụ, Nghệ không chỉ cảm thấy tội lỗi vì kế hoạch của mình bị Dị Công biến chất và lợi dụng đến mức Thái Dương Nhân bị diệt vong, mà còn vì sau khi gặp Hiên Hiên, anh càng nhận thức hơn về tội ác của mình, khiến hàng triệu người vô tội bị mất quê hương, bị bắt cóc, biến đổi gen và nuôi dưỡng trong 500 năm chỉ để Thái Dương Nhân thỏa mãn khát vọng trường sinh. Trái ngược với những Thái Dương Nhân khát khao trường sinh đến mức phải giết người vô tội và cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong, Nghệ cho rằng nhân loại xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và quyết định giúp họ sống sót bằng cách đưa họ trở về hành tinh xanh, quê hương của tổ tiên họ. Hiên Hiên vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Nghệ và Khoa Phụ, cậu bé nặng nặc đòi theo Nghệ trở về Bồng Lai. Nghệ tức giận mắng Hiên Hiên không hiểu gì về anh sau 2 năm chung sống. Tuy nhiên,
Sau khi bình tĩnh, anh thú nhận rằng mình chính là người đã vạch ra kế hoạch dẫn đến cái chết của nhiều người vô tội, bao gồm cả cha mẹ của Hiên Hiên. Dù vậy, Hiên Hiên vẫn muốn ở lại bên Nghệ. Cậu bé thấu hiểu con người anh qua 2 năm qua và nhận thức được số phận bi thảm của giống loài mình. Cuối cùng, Nghệ buộc phải hứa sẽ quay lại đón Hiên Hiên sau khi hoàn thành mọi việc và đưa cậu bé về Bồng Lai. Hệ cũng hứa sẽ dạy Hiên Hiên bơi và nhiều thứ khác, nhưng đó chỉ là lời hứa giả dối để an ủi cậu. Sau đó, Nghệ chuẩn bị một quả bom nguyên thể với sức công phá ngang tầm hạt nhân và giao cho Khoa Phụ chế tạo lại. Nghệ yêu cầu Thần Nông tập hợp tất cả những viên nhân còn lại tại Bến Ngân Hà. Mặc dù Thần Nông không hài lòng với việc phải nhận sự giúp đỡ từ yêu quái, nhưng với trách nhiệm bảo vệ dân làng an toàn, ông vẫn tuân theo chỉ thị của Nghệ. Sau khi đưa tất cả mọi người lên tàu tị nạn tại Bến Ngân Hà, Nghệ yêu cầu Khoa Phụ đưa họ trở về trái đất. Tuy nhiên, Hiên Hiên cảm nhận được sự nguy hiểm thật sự lần này và cầu xin Nghệ đừng đi. Để trấn an cho Hiên Hiên, Nghệ trao lại huyền điệp của mình như một minh chứng cho lời hứa sẽ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi Khoa Phụ và những người nhân loại rời đi, Nghệ một mình ở lại Tân Côn Lôn. Anh kiểm tra thông điệp và di nguyện cuối cùng từ Hằng từ 500 năm trước, bày tỏ mong muốn gặp lại em gái đã khuất của mình. Nghệ hối hận vì đã bỏ bê và nói những lời cay nghiệt với cô trong ngày chia tay cuối cùng. Sau đó, Nghệ chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với dị công. Trong trận chiến cuối cùng, Nghệ đã đánh bại sư phụ của mình. Tuy nhiên, lõi của cây cổ thụ đã hoàn toàn bị kích hoạt. Dị công đã tự sát và hợp nhất với lõi, khiến cây cổ thụ biến dị và bám rễ khắp Tân Côn Lôn. Hiểu rõ tình thế nguy cấp, Nghệ vội vàng liên lạc với Khoa Phụ để xác nhận rằng tàu tị nạn đã di chuyển đủ xa Tân Côn Lôn để đảm bảo an toàn cho viên nhân hay chưa. Mang trong mình đầy dằn vặt và hối hận, Nghệ xin lỗi Khoa Phụ vì đã khiến bạn mình phải gánh vác trách nhiệm, và anh cũng gửi gắm hy vọng Khoa Phụ sẽ giúp viên nhân thích nghi với môi trường mới, nơi họ sẽ sinh sống và xây dựng cuộc sống mới. Những lời trăn trối đầy nỗi đau và hy sinh của Nghệ như dao cắt vào tim Khoa Phụ. Bất lực nhìn người bạn thân ra đi, Khoa Phụ thề sẽ thực hiện lời hứa, mang theo hy vọng cho tương lai của nhân loại. Nỗi đau và trách nhiệm nặng nề đè lên vai Khoa Phụ, nhưng anh biết rằng mình không thể gục ngã. Anh sẽ tiếp tục chiến đấu vì Nghệ, vì những người bạn đã hy sinh và vì tương lai tươi sáng của nhân loại. Trước khi ra đi, Nghệ đã gửi lời nhắn nhủ đến Hiên Hiên. Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa quay lại và khuyên cậu hãy tự mình đối mặt với khó khăn và học hỏi mà không cần sự trợ giúp của anh. Hiên Hiên trong đau đớn và hụt hẫng trách móc Nghệ vì đã cứu cậu rồi lại bỏ rơi cậu. Nghệ cũng bày tỏ lòng biết ơn vì Hiên Hiên đã giúp anh tìm lại bản thân và hứa rằng dù anh không còn ở bên, linh hồn anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu. Với quyết tâm cao độ, Nghệ chuẩn bị cho mũi tên cuối cùng, nhắm vào lõi đã biến dạng của cây cổ thụ. Hình ảnh người em gái đã khuất hiện về trong tâm trí anh, thôi thúc anh hành động. Hiểu rõ đây sẽ là trận chiến sinh tử, Nghệ nguyện hy sinh bản thân để phá hủy Tân Côn Lôn, chấm dứt sự tồn tại của Thái Dương Nhân và mong muốn được đoàn tụ với Hằng ở thế giới bên kia. Sau cảnh Nghệ hy sinh, những viên nhân đã đến trái đất và xây dựng ngôi làng mới với sự giúp đỡ của Khoa Phụ. Hiên Hiên bắt đầu nhìn bầu trời, lòng bồi hồi nhớ về Nghệ và câu chuyện khép lại với hình ảnh mặt trời mọc rực rỡ trên trái đất.
như biểu tượng cho một khởi đầu mới. Tần Côn Lôn, vốn hút cạn nhiệt lượng từ mặt trời, đã khiến hành tinh xanh chìm vào kỷ băng hà khắc nghiệt. Nhưng nhờ sự hy sinh của Nghệ, ánh sáng rực rỡ một lần nữa chiếu sáng vào hành tinh của họ. Bom tấn DLC đỉnh cao của Elden Ring đã ra mắt rồi, nhưng mà PC của bạn đã đủ mạnh để bạn kéo max setting game hay chưa? Chỉ với hơn 16 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay một dàn PC cực mạnh với CPU Intel Core i5 12400F 6x12 luồng, đi cùng với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB. Với cấu hình này, có thể bạn vẫn sẽ ăn hành đấy, nhưng mà sẽ là hành đẹp hơn, mượt hơn và lung linh hơn với công nghệ Ray Tracing và DLSS 3.5, lại còn được lắp ráp gói gọn trong chiếc vỏ case bể cá cực kỳ hiện đại và tinh tế nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tản nhiệt nước. Hãy truy cập ngay vào website PCmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom theo thông tin chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé.